Hello, xin chào các đồng chí, anh chị và các bạn thân mến của lại mình. Công chuyện lu bu bận rộn, hôm nay mình gần Tết Việt Nam cho nên mình like để chia sẻ một ít thông điệp về với quê hương. Anh chị các bạn thấy Tết ở Việt Nam sắp tới, còn có mấy ngày nữa là hết năm ở Việt Nam. Và ở quê nhà thì tôi thấy rất là cuộc sống nhộn nhịp và tưng bừng. Mỗi năm là ngày này tôi đã ở Việt Nam rồi, tảo mộ rồi chuẩn bị những cái ngày Tết cuối năm rất là nhộn nhịp. Các bạn thấy thì cuộc sống ở Mỹ, con người ta họ rất là tất tần tật, mưu sinh và họ phải lao động, bởi vì cái vấn đề mà cơm áo gạo tiền các bạn thấy. Họ tranh thủ ăn uống, dẫn con cái, vợ chồng khi đi chợ, vô những cái chợ quán bán như vậy nè. Nó bán đồ ăn, tại mình trả membership với nó bán rất là rẻ, ăn nó bình dân đó. Và nó đỡ tốn kém nữa. Còn các bạn thấy những người Việt của mình ở bên hải ngoại bây giờ thì họ rất là nhớ về quê hương. Đấy, những người Việt của mình ở bên hải ngoại, tại vì tôi tham gia mấy cái cộng đồng mạng, thấy họ ngồi họ tâm sự, thấy thương lắm. Các bạn biết họ tâm sự những cái nhìn về quê hương, chuẩn bị những cái ngày Tết. Người thì nhớ nhung, họ ước gì được về với quê hương để ăn Tết. Nhưng mà các bạn biết vé lúc này rất là mắc nha. Bữa nay vé ít nhất là cũng khoảng từ 2.000 đến 3.500, mà rất là khó kiếm đấy. Vé đi trong mấy ngày cận Tết Việt Nam đó là kinh khủng. Dầu vậy cũng có nhiều người họ cũng cố gắng làm sao để đặng mua được cái vé để về ăn Tết. Tôi thì cũng chuẩn bị tranh thủ về để đặng công việc của bển nó cũng còn nhiều thứ mình chưa làm xong, kiếm thêm ít lúa gạo nữa về. Các bạn thấy nói chung là tôi tham gia ở những cái diễn đàn trên mạng xã hội rất là nhiều anh chị các bạn. Lên đó mình mới thấy những cái người con của đất mẹ, họ xa quê hương, cái cuộc sống tha hương cầu thực ở những cái quốc gia phát triển. Họ mưu cầu cái những cuộc sống hàng ngày nó chăm bề lo toan, chứ không phải như nhiều người ở trong nước hay một số những người họ nghĩ đâu. Tại vì những cái tuổi mà chống cộng đó, nó luôn luôn cho những cái người mà họ không có cập nhật được những cái thông tin đa chiều ở những cái quốc gia như tôi như Mỹ này, thì nó chỉ nhìn những cái hào nhón bên ngoài, nó khoe những cái mà tiền tài rồi vật chất rồi các bạn biết nó làm được. Nhưng mà những cái mức chi phí ở bên Mỹ này các bạn biết nó rất là lớn, cái đề lạm phát được, nó làm cho người ta chi tiêu, làm $100 bây giờ là không đủ chi tiêu, bây giờ phải nói là $300-200 mới đủ chi tiêu trong cái cuộc sống sinh hoạt gia đình. Vật chất công ăn việc làm bây giờ nó cũng không phải như ngày xưa, và những cái giới kinh doanh nhỏ lẻ cũng vậy, họ cũng chật vật, trăm bề khó khăn. Dù vậy quê hương của mình cũng có những cái khó khăn nhưng mà không đến nỗi đâu anh chị các bạn. Có nhiều người Việt của mình tôi thấy những thành phần mà nó không thích Việt Nam nó cũng đi về nha các bạn. Nó cũng mua vé nó về nhưng mà nó lên mạng các bạn. Nó lên mạng nó cũng xuyên tạc lắm. Những thành phần này tôi cũng tranh luận với họ. Về nào là nó nhìn một số những cái tiêu cực ở những cái vùng nông thôn hay là những cái khu vực thành phố của những người dân mà nghèo hay dân lao động phổ thông, nó dùng những cái thành phần đó để nó lên án một cái xã hội cơ chế. Các bạn thấy có nhiều đứa nó cái sự việc mà nó chống phá Việt Nam mình nó không từ mọi thủ đoạn. Những thành phần đó tôi nói thật mà nói tôi rất là khinh. Mặc dù họ trở về Việt Nam nhưng mà họ vẫn còn có những cái sự gọi là thù hằn với lại cái cơ chế và những cái nan đề của họ ở nước sở tại. Như tôi nghĩ ở tại Mỹ các bạn thấy họ đâu có dám nhìn nhận vào, Bởi vì mỗi khi mà tôi chia sẻ về những cái tiêu cực của nước Mỹ thì họ lại rất là bực tức, họ không muốn nhìn vào những cái điều đó. Nhưng mà khi họ về Việt Nam đó, các bạn biết, họ mua vé, họ về Việt Nam cởi lụa xem qua, thì họ lại sôi bối nhìn vào một số những cái tiêu cực của xã hội Việt Nam, là bắt đầu là đổ lỗi và tuyên truyền xuyên tạc, chống phá cái công cuộc chính sách đổi mới phát triển của Việt Nam. Thì các bạn thấy đó, sẵn đây dịp năm mới sắp tới thì tôi nói là nhìn về quê hương thì mình cảm thấy rất là tự hào những gì cái đất nước của mình từ khi mà thống nhất, giải phóng, mình từ đống gạch vụn đi lên. Mặc dù hôm nay mình còn khó khăn nhưng mà mình vẫn đi lên các bạn, chứ không phải như ở Mỹ này đâu. Tôi nói các bạn, có những người mà sống ở Mỹ này mà đi làm và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày nó tất tần tật lắm, nó không có đơn giản. Tất cả nó chỉ là một sự hào nhoáng bên ngoài. Nhiều khi nhìn thấy đồng đô la thì nó lớn ở Việt Nam thôi. Các bạn thấy đó, cái đồng đô la mà cầm về Việt Nam thì nó có giá trị thôi. Nếu mà xài bên đây, tôi nói anh chị các bạn, bây giờ 300 đô đi ra đi chợ không thấm gì đâu. Ngày xưa 100 đô đó còn chi phí đủ sống cho một gia đình. Bây giờ là 300 đô là không đủ. Chi phí tiêu cho hao tốn, lạm phát nó tăng ghê hồn lắm. Tiền cái gì nó cũng lên, bảo hiểm rồi thuế má, cái gì nó cũng tăng hết. Từ thực phẩm nó tăng cũng rất là nhiều, các bạn thấy đó. Còn ở Việt Nam của mình, khi mà có những cái khó khăn kinh tế chung của toàn cầu hay gì đó, các anh chị các bạn nhìn thấy người dân Việt Nam của mình đó, họ tự đứng trên đôi chân của họ. Họ đi vào trong những thành phố lớn, họ làm việc, họ làm nhân công cho những công ty. Nhưng khi những công ty mà nó có khó khăn về vấn đề chính sách toàn cầu, kinh tế nó gặp khó khăn thì nó ảnh hưởng, thì nó chậm lại, thì những người này họ mất việc, thì họ trở về với lại quê nhà, họ cũng làm những công việc khác, các bạn thấy không? Còn bên Mỹ các bạn biết, nó không như vậy. Người ta thất nghiệp hay là cuộc sống của họ bị gọi là chao đảo, tại vì những cái chi tiêu trong cuộc sống, họ mua nhà cửa xe cộ, thuế má, bảo hiểm, mọi thứ các bạn biết, phải có tiền mới chi phí. Có được cái nhà phải trả thuế, phải trả bảo hiểm, giống phải như Việt Nam. Việt Nam các bạn mua cái nhà, các bạn vô đó bà ở, các bạn mua chỉ đóng thuế cho chính phủ một lần mua đó rồi xong. Việt Nam mình các bạn đâu có đóng thuế hàng năm đâu, thế bất động sản đâu cũng vậy, rồi có bắt buộc mua bảo hiểm đâu. Còn bên Mỹ này các bạn, mà nhà cửa mà các bạn mua mà trả góp á, phần nhiều người ta trả góp. Bây giờ trả hết nợ đi, cũng nhiều người cũng đâu có dám mà không mua. Các bạn thấy, lỡ mà nó có cháy nhà hay là tai nạn gì á, nhà cửa đó là coi như là mất trắng tay, thưa kiện đúng vậy. Cho nên nó đòi hỏi phải có bảo hiểm thiên tai nè, bảo hiểm về trộm cướp nè, bảo hiểm về cháy nhà, bảo hiểm tai nạn nè, ôi nó đủ thứ trong đó hết. Các bạn thấy nó chi phí. Cuối cùng những cái đó là cái gì? Những cái tụi tài phiệt nó tạo ra, nó làm cho người dân Mỹ bắt buộc họ phải mua những cái khoản nợ đó. Tại vì các bạn, mà nếu mà nhà mà thiếu nợ đó, không mua đó, thì cái thằng mà nó cho vay nợ đó, nó đâu có chịu. Các bạn đi ra mua nhà cũng vậy nữa, là nó bắt phải mua bảo hiểm rồi nó mới cho cái nhà đó, nó mới chuyển nhượng cho cái nhà đó, cái tài sản đó. Chiếc xe cũng vậy nữa, phần nhiều những người mua xe bên này các bạn biết, trả góp. Các bạn mua xe mà các bạn xách ra, mà các bạn mà trả góp, các bạn không có bảo hiểm cũng không được. Nó bắt buộc phải có bảo hiểm, anh phải có bảo hiểm nó mới cho anh lấy chiếc xe ra. Tại anh lấy chiếc xe ra, cái thằng ngân hàng nó cho anh vay nợ, mà nó biết là chiếc xe đó anh không có mua bảo hiểm thì nó cũng không giao xe cho anh nữa. Các bạn thấy, nó cũng không giao xe. Cho nên cái gì cũng vậy, nếu mà mua mà trả góp, mà còn anh trả tiền mặt khi kệ anh mua ra đó, anh lỡ anh có đụng tai nạn, thưa kiện gì anh chịu trách nhiệm. Đấy, anh mất tài sản. Còn mà anh có mua bảo hiểm mà anh mà có chuyện gì đó thì thằng bảo hiểm nó đền, nhưng mà anh phải đóng tiền bảo hiểm cho nó. Nhưng mà khi mà anh có tai nạn hay chuyện gì đó thì cái bảo hiểm của anh nó tăng, nó mới chết chứ. Nhà cửa đồ, tài sản đồ gì đó mình mua mà khi thiệt hại thì nó đền, nhưng mà nó đền xong rồi nó tăng cái tiền mà bảo hiểm cho mình tiếp tục mình mua để rằng mình duy trì cái tài sản, chứ không phải là giỡn. Còn Việt Nam các bạn thấy những ngôi nhà cấp 4, tôi thấy ở Việt Nam người ta mua đất người ta cất lên, có nhiều người họ cất nhà cấp 4 họ không thèm xin phép ông chính phủ luôn, họ cất lên. Tại vì cái tiêu chuẩn Việt Nam mình tạo cơ hội cho những người dân trung lưu họ có cái môi trường sống. Tôi thấy họ cất nhà cất xong có nhiều người ở vậy đó, rồi hợp thức quá sao, có đóng thuế đâu. Mà bên Mỹ không có được nha các bạn. Bên Mỹ thì các bạn biết cất nhà cất cửa là phải xin phép, phải được đồng thuận của chính quyền địa phương, họ cấp phép, rồi phải có bản vẽ, phải có kỹ sư nó vẽ rồi nó đo đất tọa độ rồi, và phải bài bản đâu qua đó. Mà cất xong rồi đó là anh phải mua bảo hiểm, anh cũng phải mua bảo hiểm trước khi anh dọn vô anh ở. Tùy nhà mà anh cất á, anh mà cất đó anh cũng phải vay nợ anh cất. Nói chung là cái gì mà anh đụng tới nợ đó thì anh phải mua bảo hiểm. Mà bên này nha các bạn biết luật á, các bạn mà mua nhà mà vay nợ đó, các bạn còn phải mua cái bảo hiểm nợ nữa. Ê, cái thằng chủ nợ đó nó sợ mình không có khả năng trả đi, rồi lỡ mà mình quỵt hay cái gì đó, mình bỏ nhà đó, thì cái thằng chủ nợ đó, ngân hàng đó, nó tịch thu cái nhà cái gì, rồi cái tiền của nó đó, cái tiền nó bỏ ra đó, nó sẽ bị thất thoát, cho nên nó bắt mình phải mua cái bảo hiểm cho cái số tiền mà mình vay đó. Khi mà mình mà không trả nổi hay gì đó, mình có chuyện gì đó, thì cái thằng bảo hiểm đó nó sẽ đứng ra, nó sẽ trả cho cái thằng ngân hàng. Các bạn thấy không, nó đủ kiểu đủ cách để đặng mà nó môi cái đồng tiền của những cái người dân ở Mỹ, chứ không phải giỡn các bạn thấy. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì sao, cái cuộc sống của người dân của mình mỗi tầng lớp ai cũng có, họ bà con thân nhân cha mẹ có tài sản đất đai, rồi ra cho mày khúc cho mày miếng đó thì cất nhà, có vợ có chồng ra đó đó cho miếng nó cất nhà dựng liều lên ở, rồi họ đứng trên đôi chân của họ, họ kinh doanh, họ mua bán, họ cần cù. Đấy. Ngay cả những cái chuyện mà em bé, những người mà bán vé số trong nước, nó cũng đem ra trở thành một cái đề tài gọi là bới móc, chửi bới, xuyên tạc Việt Nam. Nó kinh hồn lắm. Tôi nói cái người Việt của mình ở hai ngoài, họ nói hơi quá đáng, chứ tôi nói nhiều khi tôi dùng cái chữ rất là khốn nạn anh chị các bạn, nó rất là khốn nạn, bỉ ổi và vô liêm sỉ. Cái xứ đất đai, cái xứ mà nó đang sống đó, đủ thứ nan đề mà không dám nhìn nhận vào. Mà nhìn về Việt Nam đó, thì toàn là xuyên tạc, bưới móc, chống phá luôn. Kinh hồn lắm. Các bạn thấy những ngày Tết sắp tới, người Việt Nam ở Việt Nam, nhà nào nhà đấy, có nghèo cỡ nào nghèo cũng là tươm tất đâu ra đó để đặng mà chuẩn bị đón một mùa xuân năm mới, và hy vọng cái cuộc sống nó của họ sẽ tốt đẹp hơn, và họ sẽ tìm đứng trên đôi chân của họ để họ mưu sinh, để đặng họ có thể tạo ra cái cuộc sống nó sinh động hơn. Ở quê nhà của mình là như vậy các bạn thấy. Đất nước của mình ngày càng một đổi mới và phát triển để làm cho cuộc sống của người dân của mình nó tốt hơn, chứ đâu có phải đến nỗi mình nó tệ bại đâu các bạn thấy. Còn ở Mỹ thuế má, bảo hiểm, cuộc sống, luật pháp, đụng vô pháp luật Mỹ cái đi rồi mà mày sẽ biết thế nào là thế nào là quy luật của trần gian. Kinh hồn lắm. Cái chủ nghĩa tư bản các bạn thấy vậy chứ không phải dễ ăn đâu. Bởi vì nhiều khi cái người Việt Nam của mình, tại vì họ sống họ đặt nặng cái chủ nghĩa vật chất, họ qua được Mỹ rồi đó, họ ăn được những cái thứ gọi là cao lương mỹ vị, bắt đầu cái quên quang, bắt đầu quên quang quết quát, bắt đầu quay qua chửi bới quê hương. Nhưng mà những cái đồng tiền, những cái thứ mà họ có được đó, các bạn biết họ phải làm vất vả mới có được, những miếng ăn như vậy. Nhiều khi cũng vì cái gọi là cái miếng ăn tồi tàn đó mà họ quay ngược trở về với quê hương, họ cấu xé, họ chửi bới, họ xuyên tạc Việt Nam. Có nhiều những thành phần ở trong nước nó bị mù quáng cái đám mà gọi là cuồng Mỹ, cuồng phương Tây, cuồng tư bản đồ, các bạn thấy nó cũng bị mù quáng bởi những cái chủ nghĩa vật chất, cái đồng tiền đó. Và nó cũng quay ra, nó ngồi đó nó bưng bít. Mỗi khi mà tôi chia sẻ về nước Mỹ như thế này là tụi nó ghét lắm là các bạn biết, nó đuổi tôi về Việt Nam là nó đuổi mình về Việt Nam các bạn Ok, thôi mình chia sẻ tới đây. Mình phải ăn một miếng bánh mì à. Các bạn biết miếng bánh mì để là cầm hơi mỗi ngày. Thì cuộc sống mà ở đâu cũng phải mưu sinh, phải làm thôi. Ở Mỹ này làm mà biết mà gọi là cần kiệm, biết mà tính toán đó, thì mới có dư thôi. Còn mà kiểu mà nổ mà chi phí rồi này nọ, tôi nói các bạn, tiền lớn nó sống lớn. Mà nó có chuyện gì một cái là từ chết tới bị thương, từ bị thương tới chết, chứ không phải là đùa đâu. Mỹ các bạn thấy những cái quốc gia mà tư bản, ngay cả Mỹ vậy, bình thường á, những người Việt của mình á, họ còn kiếm được ra đồng tiền nha, họ quên quan quết quát quạt vậy đó, quay ra chửi bới quê hương gì đó. Nhưng mà khi có những biến cố đi, các bạn nhìn đi, khi có những biến cố đi, chàng ơi tìm đủ mọi cách về Việt Nam. Các bạn thấy Covid á, tôi đi về 2 lần tôi biết Covid á, vé 5.000, 10.000 cũng đi. Đây, cái vụ vé đó nó cũng có vấn đề mà nan đề phía sau, các bạn thấy không? Mà cũng đi, phải leo lên đi về Việt Nam. Tại vì nó sự bất ổn, nó loạn lạc. Tụi mà những cái sắc tộc khác đó, nó kỳ thị người châu Á, nó lợi dụng những cái biến cố vậy là các bạn biết, nó đập, nó đánh phá người Việt. Nó những cái cơ sở hay là những cái nhà cửa gì của người Việt đó, là hay là người Việt, người nói chung là người châu Á đó, là nó đánh phá, nó đập, nó đánh, rồi nó giết, rồi nó cướp bóc ghê lắm. Các bạn thấy những cái sự bất ổn đó trong cái mùa hậu Covid đó, tôi nhìn thấy hết anh chị các bạn. Là người Việt của mình, chèn họ, tôi đi mấy chuyến bay đó tôi biết mà, ai cũng giành nhau đi về chứ, giá vé nào cũng giành nhau đó. Mặc dù cái giá vé đó biết rằng là nó không có hợp lý, nó không có đúng, bởi vì cái vấn đề mà những chuyến bay trong cái vấn đề Covid nó có cái nan đề phía sau, do những người mà họ tham ô, họ nâng giá vé, các bạn thấy không, họ lợi dụng cái Covid để họ trục lợi. Nhưng mà các bạn thấy những người đó làm sao trả giá, tù bị bắt, tù phải đền. Còn ở Mỹ làm gì có, trời đất ơi. Các bạn biết cái Covid ở bên Mỹ, mấy thằng quan chức Mỹ, tụi chính trị đồ, nó ăn hàng trăm tỷ đô, có thằng nào ra tù đâu. Tôi nói các bạn, nhìn cái thằng thống đốc California, nó ăn không biết bao nhiêu tiền. Cái thằng thống đốc ở bên New York, nó ăn không biết bao nhiêu tiền, rồi sao nó bại lộ, rồi sao từ chức rồi bãi nhiệm, về nhà hốt mới tiền, kiếm vài chục triệu, có thằng kiếm 100 triệu. Như cái thằng thống đốc Cali, các bạn thấy nó tham nhũng Covid được, ai đụng tới nó được đâu. Tại vì cái đảng phái của nó, cái nhóm lợi ích của tụi nó bảo vệ nó. Còn Việt Nam các bạn thấy những cái thành phần mà tham nhũng trong vấn đề lợi dụng Covid trục lợi sao, bắt trọng đem vô lò đốt. Các bạn thấy không, từ cấp bộ trưởng cỡ nào gớt đài hết, cả một con đường sự nghiệp chính trị văng hết tiêu. Còn Mỹ thì sao, từ chức về hưởng thụ, nhiều thằng đó còn ngồi tại chức, sống phè phỡn, ai làm gì được nó, một trời một vực. Các bạn thấy khác biệt. Cho nên vấn đề tham nhũng trong nước, tôi nói các bạn, nhìn thì cũng buồn, nhưng mà các bạn phải vui mừng là chính phủ ở ngoài trung ương, người ta đang tìm đủ mọi cách để đặng làm cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn, để đặng mà làm trong sạch bộ máy hơn. Các bạn nên mừng, đừng có nghe mấy cái đám mà chống cộng ở hải ngoại. Tôi nói các bạn, ở đất Mỹ này chuyện mà tham nhũng tôi nói 1001 một đêm tôi kể không hết. Nó ghê gớm mà nó có tài thiệt mà nó kinh hồn lắm. Đụng tới nó đi vạn quạng là mất mạng tù đài chứ không phải là giỡn. Các bạn nhìn ông Trump á, ổng tìm cách mà gọi là ổng vạch mặt tụi nó, phe phái của tụi nó đưa ổng ra tòa, lên tòa xuống tòa, tốn biết bao nhiêu tiền, có tìm cách để đặng mà nó hại ổng. Tại sao? Tại vì ổng phanh phui những cái chuyện tham nhũng của những cái nhóm lợi ích, cái nhóm chính trị và cái bọn tài phiệt. Ổng đụng vô tụi nó là nó tìm cách nó giết ổng. Tới giờ phút này nó còn tìm cách nó giết ổng, ghê lắm. Mà ở Việt Nam thì các bạn thấy vấn đề tham nhũng được chính quyền trung ương giải quyết rất là tuyệt vời, nhất là vai trò của bác Trọng đang lãnh đạo làm sạch bộ máy, tham nhũng không có vùng cấm. Có nhiều người tôi rất là buồn là những cụ cán bộ, những người mà ăn tiền hưởng lương hưu bổng lộc của bác và đảng, vì những cái vấn đề tham nhũng mà lên mạng bắt đầu chửi bới, rồi bắt đầu đem ra mổ xẻ, rồi phê bình chỉ trích, rồi bắt đầu tạo cơ hội cho những cái thế lực xuyên tạc chống phá đất nước. Nó lợi dụng để đặng mà nó dùng cái đó nó làm bình phong, để đặng mà nó kích động những cái người dân mà ở trong nước mình nhẹ dạ cả tin, những cái người mà người ta không có cái sự gọi là hiểu biết về vấn đề thông tin đa chiều rồi, để họ đi làm cực lực, họ kiếm từng đồng từng cách cuộc sống mưu sinh của họ. Khi những cái đồng tiền tham nhũng đó nó bị một số những cái người mà họ đưa lên mạng đồ một cách vô ý thức, đâm ra các bạn biết họ bị lay động, ý chí. Cho nên tôi chỉ mong rằng những cái người mà cán bộ rồi, ngay cả những người công chức hay nghỉ hưu rồi cũng vậy, cái chuyện của đất nước mình nên góp tay vào, gọi là góp bàn tay vào để gọi là chống tham nhũng, chống quan liêu một cách nó tích cực, chứ đừng có chống một cách quá tiêu cực. Tại vì Việt Nam mình bây giờ các bạn thấy như vậy đó, kẻ thù khắp mọi nơi chứ không phải giỡn đâu. Thời đại bây giờ là cuộc chiến không gian mạng, nó rất là kinh khiếp. Những cái thế lực mà xuyên tạc chống phá Việt Nam, tụi nó mà thấy ở Việt Nam mà có cái đống bãi rác nào là nó nhảy vô, nó bới, nó bươi, nó móc, nó kiếm, ghê lắm, kinh khiếp lắm. Thôi thì mình dừng lại ở đây. Xin chào quý bạn, xin các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye.